Xin chào mọi người nha. Hôm nay Dương với lại anh Tiến đang đứng sau lưng mình đây. Đây anh Tiến nè. Mấy anh em mình vô trong cái khu rừng ở sau lưng mình đây. Có cái đám chào này cũng to lắm. Mình thấy ở đây có biệt. Bây giờ mình vô đây mình đặt bẫy nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em theo chân mình nha. Anh đây đi vô chấm với em luôn. Đi luôn không có gì ông quýnh chạy chung ha. Okay. Em biết đây có đường đi không? Nằm cây cối quá. Em đi trước, có gì em chạy trước, anh chạy sau nha. Để mình quay cam ra trước, anh Tiến nói để coi chừng có quái, để mình đi từ từ. Có quái không nha? Không. Mình thấy ở đây là bảo đảm là chất lượng là phải lụm một em đó. Theo kinh nghiệm mình đặt mình biệt là biết bao lâu nay là mình thấy cái khu vực này có ông. Thấy có ông biệt. Để mình coi kỹ kỹ mấy cái dạ tràm này nha. Anh thấy chắc ổn ổn anh Tiến ơi. Rồi vô đây mình đặt cái bẫy ở đây đi. Đây mình thấy cái chỗ này chấm ngon lắm nè. Đó. Cái chỗ này là hợp lý hợp tình luôn đó. Rồi thì giờ mình tiến hành đặt cái bẫy ở đây nha cả nhà ơi. Dương thấy ở đây có cái chỗ này quá im nè. Để mình tiến hành mình đặt cái bẫy nha. Đó chỗ này đẹp luôn đó. Rồi không mình tự chế cỏ hết luôn. Biết sao vậy? Không có đường bò. Thì cái này nó mắc cái cỏ rồi, giờ mình chế cái cỏ khác nha. Cái bẫy mình xong rồi, giờ mình sẽ để xuống về ha. Cái này nó mắc cái cọ luôn, mình chế cái cọ khác luôn. Cái này bữa hồi nó bị mắc mưa. Cái lọ của em bữa nó bị mắc mưa nên nó bây giờ nó hết, nó hư pin rồi. Ở bên Nuki đâu? Chắc không đâu. Nuki nhà ba ông cục nha. Pin này của nó hay không biết pin gì luôn nhưng mà rồi mình sẽ trang trí cho nó màu vàng cái lá cây. Ok, ngụy trang. Rồi bây giờ mình sẽ gác ra đây một cái máy để mình quay lại cái cảnh đường xuống luôn ha. Nên em mình vừa đặt xong một cái bẫy thì còn một cái nữa mình sẽ tiếp tục đi tìm một cái khu rừng khác cho nó im xíu mình đặt. Bữa đi em chở thấy nó nhổ lâu lắm, nó hút rồi nó nhổ nó đóng lâu. Kiếm chỗ này trống trống đặt cái bẫy kìa. Anh thấy đường này mòn quá vậy ta, anh thấy người ta đi nhiều á. Ôi ổ ông. Chào cha mẹ ơi. Đi chui ngang đây luôn được không? Ông ngại chết rồi. Chết không? Chết rồi. Ông ngại á, nhất lắm. Thế chui ngang luôn, quýnh chào đồm luôn á. Lấy con phải dòng cho lại. Ừ. Thôi thì mình trở lại đi. Hình hình này để nó quýnh cái mặt như cái mền ngại lắm. Mình chui vô cái lỗ này nha. Ô đây cái lỗ này lỗ chó đi mà. Cái gì dây dập chằng chịt vậy? Hả? Có không hả? Mà em đi qua rồi không thấy nè. Ủa đây mình ăn ba cái gió quá trời luôn nè Tiến ơi. Chưa qua đi rồi em đi vô đó em đặt cái bẫy trong đó đó. Anh chọn cái bẫy đi. Đặt cái bẫy trong cái lỗ luôn đó. Rồi. Lấy cục sạc. Có một con rồi nha anh em, mà con giả, con thiệt. Con giả hả? Ôi, con này chích ba rồi. Lông đuôi lông mặt cũng trơn rồi.
Già quá đổ lông rồi nha quý vị. Già quá đổ lông hả? Để dạ rồi, con này. Già cũng lông hả? Ừ. Mình phải đem cái cục sạc theo nữa. Rồi, em cứ chui vô cái bu lùm này em gãi đây nha. Dây đăng. Rồi anh cứ ngồi ở ngoài đó đi, anh lên quay cho chúng mình chứ. Dạ, đâm đạo quá. Cái gặp này nó không phải như cái gặp kia. Nhưng bà đừng có ông mà có bà cũng đỡ. Không có ông có bà không đỡ hả? Bà là mệt luôn á. Mưa trời mưa. Mưa này không sao đâu, mưa này nó nhỏ hả? Ở đây nó tha mấy ốc vô nó ăn đây quá trời luôn nè. Anh thấy ở đây nó tha ốc vô ăn là có lý á. Lúc mình chim cò là đủ hết hả, cò đâu nó cũng hay nó ăn. Đúng rồi, nghiệp đang ốc và nó ăn ốc nhiều hơn mấy con khác chứ. Mưa này không có đổi đâu, ngụy trang mình che lại mấy cái máy mình lại. Trong khi chân rung á. Hai con biệp nó đứng nó sợ nó rung. Thì mình nãy mình vừa thấy con biệp nó đáp đáp lên cái đám cây này nè. Giờ nãy giờ cũng 30 phút rồi mình chưa có đi qua đây. Bây giờ mình sẽ đi qua đây mình. À, coi bên này coi có không. Rồi mình đi sẽ đi chỗ ga nha. Nếu mà không có là mình sẽ đi ngược chỗ ga lại. Thấy cái bẫy này nó bật nó hay bị máng lắm. Nên là khả năng dính rất là thấp. Chưa, mình thấy cái người đang đứng đó. Chắc là mình phải đi ra mình đợi thôi. Trong cái đám lùm đó thì mình cũng thấy có con biệp nó nhảy nhảy vô trên cái đám cây đây nữa. Hy vọng là khoảng chừng tầm 30 phút nữa là nó sẽ dính. Thì mình sẽ đi kiếm chỗ mình ngồi đợi thôi. Nhiều lắm, đi xịt, đi chích được lum lai hết. Không phải con anh mình đi ruộng đâu. Em mình thấy trên cây cái bụi lùm nè. Nó. Đây, con bị biệp nó nhảy nhảy đó. Thì mình hy vọng là nó sẽ vô cái bẫy của mình nha. Mình cũng phải ngồi đợi xíu nữa. Tại vì nó lại nó cũng phải đi vòng xíu. Thăm dò tình hình nó mới xuống nó đá. Yeah, giờ mình gác máy đợi xíu mình đi thăm mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình sẽ đi vô đó mình thăm nha. Để mình quay trên coi có thấy nó còn ở trên không nha. Sợ như khi còn ở trên á, nó chui xuống đó. Mình đi lại đậm thì nó sẽ bay đi. Hình như là nó còn ở ngoài đó nha. Mình cũng đi vô thăm cái.
Chín con này rồi. Đây là chín con nè. Rồi. Giờ mình sẽ gửi cho cả nhà xem nha. Rồi, giờ mình sẽ đi ra nha. Mình sẽ tiếp tục nhảy lại đây nữa tiếp. Thì đây là cái thành quả mà mình canh nãy giờ nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Ngầu mặt ngầu chưa? Một em. Đó. Còn con nữa đang đậu trên đầu cây đó. Lúc mình đi lại thì nó kêu nó dậy, nó kêu quá trời luôn. Thì giờ mình sẽ đặt cái bẫy ở đó lại ở đó nha. Rồi mình sẽ tiếp tục đi ra mấy ngoài bờ kinh. Thì hồi nãy mình thấy bờ kinh nó cũng có bị bẹp nó xuống, nó gần đó. Giờ mình sẽ đi ra đó mình thăm ở đó luôn. Rồi mình đi vòng qua bên anh Tiến. Các bạn thì không bị mới bị dính ở trong cái lùm cây này nha. Còn cái bẫy bên đây hai cái cũng cách nhau cũng có 100m thôi. Thì mình thấy hồi nãy bên đây cũng còn nó xuống. Giờ mình sẽ đi vô đó mình thăm luôn. Nó xuống cái lùm cây đó mà nó có vô bẫy mình không không chưa biết. Thì mình sẽ qua đó mình thăm luôn, xong mình đi vòng qua bên anh Tiến nha. Rồi bánh máy cắt lúa có cắt chưa? Hồi nãy thì mình thấy nó xuống đây có gà đậu lên cái đám chạm trên này nè, mà nãy giờ cũng tầm 15 phút rồi. Giờ để mình vô mình coi. À thì cái con này mình thấy nó cũng còn đứng đó, con mồi của mình nó cũng còn đứng là nó chưa có lại chưa xuống. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên anh Tiến thôi. Đây ở phía xa xa kia là những người đang chờ chuột ra để bắt nha cả nhà. Thì có cái máy đang chạy nè. Hôm nay mình đi ra đây bẫy bẹp thì với anh Tiến tình cờ thì gặp được cái máy cắt lúa đang cắt, thì mình sẽ vô đây mình tham gia với quay mọi người bắt chuột luôn nha. Kiếm dây gì là chối lẹ cắn không không con nữa nó đậu trên xíu nó xuống đây vậy. Ở đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, hả? Ủa? Ừ.
dính rồi đó, trời ơi, chụp mình kia luôn. Dạ đây chúng ta đây chuẩn bị như này á. Rồi xin lỗi kìa, xin lỗi kìa. Rồi quá trời. Chạy ở đây hai ba con luôn á. Dính rồi kìa. Dính rồi. Chụp mạnh kia luôn, chụp giá kia luôn kìa. Nãy tới chỗ này chạy dữ lắm mà. Bây giờ phải chạy cho mới quay á. Giờ mình cũng mệt quá, giờ mình bye bye cả nhà mình về nha. Rồi các bạn ơi, thì mấy nay mình nay đi bắt bẻ miệng với lại đi bắt được nhiều chuột nha. Bây giờ mình tạm kết thúc clip đây, mình về nha. Thôi giờ khách nước quá rồi. Tết chụp qua chuột mình bắt được con bẻ miệng. Rồi bye bye cả nhà nha.